Hello mọi người, Kha xin chào cô chú anh chị em đã quay trở lại với video tiếp theo của Kha nha. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình của mình. Mọi người thấy trên tay của Kha là cái gì không? Một cái sợi dây cước và một cái lưỡi câu. Cái bên này là một cái phao. Hôm nay là Kha đi ra cái con sông này. Đây, phía bên đây là con sông đây mọi người. Cái con sông này gọi là sông Lu. Đó, nó chảy từ trên hồ, nó chảy trên thượng nguồn á, nó chạy xuống dưới đây và nó nhập về cái con sông cái ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm á, nó chảy ra cửa biển luôn mọi người. Nói hơi dài dòng quá phải giải thích cho mọi người hiểu. Và hôm nay không biết làm cái gì cho nên đi ra cái bờ sông này ngồi và suy nghĩ được là đào mấy con trùng ra đây ngồi câu cá giải trí mọi người. Nếu mà câu có cá thì mình sẽ ngồi đây mình nướng cá tại chỗ mình ăn để mình làm ẩm thực tại đây luôn mọi người. Ở đó có đi vòng vòng nãy giờ gặp cái chỗ đây là có một chỗ đây là nó mát để mình ngồi. Lát nữa có mấy con cù này nó đi tới hù rồi nó chạy đuổi nó chạy xuống sông luôn. Ở đây là thuộc địa phận Bình Quý gần nhà của Hoàng Vương á mọi người. Đây bây giờ là quên để lấy cái cần ra chứ. Lâu rồi chưa có câu cá lại mọi người. Thì có chỗ đây là nó mát cho nên ta đã chọn chỗ đây để ngồi câu. Hy vọng là hôm nay sẽ có được chiến lợi phẩm nha. Đây. Lâu rồi không câu cá, bây giờ cầm lại cái cần câu thấy nó lạ lạ cái tay bây. Bữa giờ mày có câu cá không Vương? Không, mấy bữa giờ ít câu á. Nước sông này sâu không? Sâu lắm. Sâu không? Để bây giờ là cái lưỡi này cần này lấy nhà Vương nè mọi người. Lưỡi này câu cá mập hay sao gắn lưỡi bự hay Vương? Câu cá sấu. Công nhận những ngày như gì, những ngày áp lực của dịch bệnh này mà đi ra bờ sông này thì mình có một cái cảm giác rất là mát mẻ và thông thoáng mọi người. Đó, gắn con trùng vào. Móc con trùng vào một cái là chúng ta sẽ quăng ra ngồi xong và dính cái lùm cây và chúng ta kéo ngay vào đứt cái lưỡi và xác các con đi về. Thì còn phải chuẩn các bạn. Nước sông này sâu không ta? Thử coi mọi người. Bây giờ bắt đầu là tiến hành vào cái cuộc khảo sát câu cá nha mọi người. Đây. Chưa thả cần mà thấy con chuồn chuồn nó đậu nè. Đây, cứ bình tĩnh nha. Nước cạn sâu ra. Rồi cái phao. Ở ngoài nó chảy, nó trôi cái phao luôn à. Để mình thả ra ngoài thử coi. Nước sông này chảy mạnh kìa ta. Thả ngoài nó chảy luôn à. Thả không được không? Để thả trong đi. Thả trong mình kéo phao xuống. Nói chung là chim trời cá nước mà. Thực sự nếu mà có cá là ở đâu cũng có đó. Đây. Trời ơi là trời. Cái chỗ này hình như là nước nó tới mắt cá hay sao quá ta. Bài bản chưa? Quá đã luôn. Rồi bây giờ là để ở đây tình hình là nếu mà theo mà mình dự đoán là để ở đây khoảng 8 năm sau mình dỡ là sẽ có cá. Bây giờ là mỗi người một cần. Bây giờ Kha câu một cần rồi, bây giờ còn cần lại nhường cho ông Vương mọi người. Bây giờ tao cầm máy cho mày đó, mày gắn trùng mày câu nha. Hello, xin chào mọi người. Được mình không nổi. Hôm nay thì hai anh em mình sẽ đi ra ngoài sông câu nha mọi người nha. Thì hôm nay thì mình câu được gì thì mình làm ẩm thực cái đó luôn nha mọi người. Mấy bữa giờ thèm ăn quá. Thèm cá không? Thèm cá. Wow, cái phao của mình nó như, nó muốn giật ra ta. Không phải không? Nó muốn ăn phải không? Nước chảy hay sao ta? Phải không? Phải không ta? Phải nước chảy hay là cá nó ăn ta? Ở đây cá ăn lúc phao luôn. Gì hả? Con sông này hồi đó giờ có thấy người ta thường câu không Vương? Câu nhiều lắm. Đó, cái phao nó cứ chìm kìa. Có đâu nước á. Gì hả? Thấy cần đã thả xuống thử coi. Thank you.
mới nhấp, vui nó mới nhấp, nó mới nhấp. Phải, 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 để tao, để tao. Ủa sao nó nhấp cái nó chạy luôn hả ta? Chỗ mau mau. Nhấp cái nó chạy luôn hả ta? Từ 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 nó ăn lại. Từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái con này mía nãy giờ rồi. Mía nãy giờ là mọi người đó. Lụm hồng nó này. Đó. Từ 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 rút phao luôn hả? Cá rô hay là cá rô phi gì là phải chờ nó rút phao, cái trầu ở trên nó khác. Mình tính nha, mình tính nha. Ủa sao nó im ru vậy ta? Còn cái kiên nhẫn với ông mình câu cá đó mình phải kiên nhẫn. Mình phải đợi khoảng chừng 5 năm đến 10 năm hoặc là 20 năm mình mới giật đúng không? À ừ, nó ăn mà nó không ăn nữa nó thả ra khi nào mà cái lưỡi nó thẳng luôn á bắt đầu mình giật lên. Thiệt là quải trướng cái này. Ờ. À. Đó nó lo hình như nó lo cái ta. Hãy nó lo nước chảy ta. Lo không? Thì ta. Nó lo nước chảy ta. Rút phao cái giật liền. Thì ta, nó im ru người ta. Ui. Bà dính nãy giờ rồi. Nuốt lửa luôn mày mọi người. Bà dính nãy giờ rồi mà không biết. Ủa mà hay nha. Hả? Cái lửa nó vào bá mà sao câu dính con cá rô gai chút xíu vậy? Ai biết. Con cá, mọi người. Con cá 8kg luôn. Cái tác phẩm của hai anh em mình này. Con cá 8kg luôn mọi người. Ồ bây giờ là cái con cá này là mình phải nghiên cứu làm sao phải làm 8 món đó. Không. Hả? Cái đuôi chiên xù. À còn cái miếng dãy là mình nướng. Không nướng ăn không được. Hả vậy hả? À, ra mặn. Ra mặn. Dãy ra mặn. Còn cái bộ xương đó là mình xương nó là phở khô. Phở khô hả? À. Còn thịt nó ướp lắm không? À. Này còn mấy món nữa? 4 món à, còn 4 món nữa. 4 món nữa. Ừ. Càng quá để đã nói chuyện. Nghĩ tới à. Đó thợ hơn quá có cái chai nước luôn mọi người, bây giờ bỏ nó vô. Được một em rô đồng. Bây giờ mình có múc thêm chút nước mình rộng nó không ta? Cái chừng nó sảy nha, khỏi luôn ấy. Khỏi luôn hả? Chắc nó chết rồi hả? Nó mình nướng luôn bây giờ. À chắc nó chết rồi hả? Chờ mình câu 80 con là mình nướng. Ok. À xong. Gắn thả màu tiếp. À vậy. Ôi câu được con lâu lâu cái câu được con cá rô gai cái mừng quá mọi người víu luôn à. Nó ăn hết mồ luôn. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục mình lấy một con trùng nữa mình gắn vô. À, không biết câu có nhiều ít mà đào cá ca trùng nè mọi người. Con nào con nấy coi như chiếc đũa vậy á. Mà câu con cá gì thế bắt hàm luôn à. À xé nửa thôi, trùng mình xé nửa thôi nè. Đâu tiết kiệm trùng á. Ừ. Còn đây là mình câu ngầm nha mọi người. Hả? Đây là mình câu ngầm này. Đang câu ngầm hả? À, đây này. À. Mà nãy giờ hai anh em thi đô mà câu luôn con à. Bây giờ mình thả ra chỗ đây. Thả cho đây nước mà không chảy nó có cá này. Đó. Thả cho chỗ khác là không nó chảy mất luôn. Đó. Bây giờ mình đợi tiếp. Thì tương lai chỉ có một con nữa. Đang câu gặp ông anh chăn cừu mọi người. Anh ơi, ở đây ở đó giờ có ai câu cá đây không anh? Có chứ. Có cá không? Có. Dạ. Ủa anh chăn cừu là cừu ở nhà luôn không hay là cừu chăn mướn? Cừu nhà hả? Được nhiêu con anh? Có mình gieo cừu chắc 4 mấy 5 con. Dạ. Mùa dịch này chỉ có lù được ở trong cạnh sông cạnh rẫy nữa ha. Đâu đi ra ngoài được. Chứ đâu đi ra đâu được. Mấy con cừu nhìn thì thương dễ sợ luôn mọi người. Nhà nuôi cừu lâu chưa anh? Lâu. Như nuôi cái gì rồi cái mấy cái phân đồ của cừu dê đồ mình có bán được hay là mình bỏ? Bán chứ. Bán hả? Hồi đó em đi làm em gặp cái ông kia ông chăn cừu mà em nghe nói ông chăn mướn mà một tháng ông chăn là 3 triệu. Mà ông nói là cái tiền bán phân một tháng ông bán 2 triệu luôn. Ghê chỗ. Ờ. Cái gì mà thế, chăn tháng có 3 triệu à? Chăn tháng có 3 triệu mà đúng rồi.
em 2 triệu. Em nhớ lúc đó ông cái bầy cừu ông chăn khoảng chừng 70-80 con gì đó. Cỡ đó. Có 3 triệu vậy. Thì đó ông nói ông chăn một tháng 3 triệu. Hồi đó em gặp ông đó ở dưới Tri Thủy á. Em làm hồ cách đây năm 2014 à. Gặp ông là hỏi ông thì chăn cừu nhiêu tháng, ông nói thì tháng 3 triệu mà cái tiền bán phân chủ người ta cho mình á là bán phân một tháng 2 triệu nữa là tính ra xa cả tháng 5 triệu. Cái tiền bán phân là dữ cho. Lấy gì ăn ông? Nhưng mà cái tiền mà chăn á phải một năm á, nếu mà như một năm á ông phải chăn 20 triệu. Dạ. Ha, một năm 20 triệu rồi tiền phân một tháng gì ông hút cỡ 22 triệu là đúng. À là cái phân bán cũng có giá rồi gì nữa không? Đó, phân nó hai mấy ngàn bao lượng. Em nghĩ nó chỗ cái bầy cừu gì mà chăn 70-80 con mà chăn một tháng có 3 triệu bạc. Mà nghe ông nói là chủ người ta cho phân bán tháng 2 triệu, 5 triệu thì mình nghe nó cảm thấy nó hợp lý. Ông thường tháng ở thường năm ông chăn 30 triệu ông nói 3 triệu á. Chắc vậy có á. Dạ dạ. Nhớ chắc ông chăn 30 triệu á. Chắc đâu đó. Ừ, chứ đâu y luôn á. Chắc vậy á. Có mạnh ông xuống dưới xong ông xúc luôn rồi, ông lấy để giùm lại cho mọi người xem nè. Đó. Anh xúc, anh lấy cái chài, anh lấy xúc gì như là cái vợt vậy mọi người. Nó anh xúc à. Rồi xong mà lụa ra giữa xong xúc rồi. Vương nó làm gì vậy ta? Làm gì vậy? Canh cá ăn. À vậy hả? Làm gì vậy Vương? Nhúng nước cá. Ủa được mấy con rồi mà nước? Một con. Bây giờ mình chuẩn bị câu thêm con nữa nè. Mà sao không biết nữa. Con cá đâu rồi? Ngày đây mình thấy hôi lắm chứ bộ. Nhưng mà... mình câu được có một con ơn kha câu chứ mình không có câu. Ông xui. Con cá đâu, con cá đâu? Cá này bự không? Con cá này đủ hai thằng ăn không? Thằng ăn đầu, thằng ăn đuôi. Ồ, có con cá không xíu mà nó giống cái bếp lửa chà bá luôn mọi người. Đáng kiếm con nữa, hai thằng ăn đều rất trong lý hai thằng ăn có một con à. Ừ. Đồ. Dính. Ai da. Ui. Xuống thang sao á. Cái con này là không phải con cua đâu mọi người, con này con rạm này. Ua nó. Câu dính con rạm. Bây giờ là có hai con là bây giờ một cá. Một người ăn con cá, người ăn con rạm. Ừ. Bây giờ khỏi câu nữa mình nướng đi. Mình nướng hả? Hiện tại là một con cá rô bằng một ngón tay và một con rạm. Bằng ngón chân. Và nó nhóm một bếp lửa. Ê như đốt rừng nha mọi người. Bây giờ là hủ xì. Bây giờ là phân như thế này nè. Hủ xì. Thằng nào thắng thì sẽ ăn con cá. Không? Yeah. Thằng nào thua thì ăn con rạm, hiểu không? Ok. Đây. Giờ hủ xì nha. Chỗ này. Hai ba. Lại. Hai ba. Ăn con rạm không? Yeah. Rồi bây giờ là chờ lửa nó có than giúp mình nướng nha. Khỏi câu nói giờ này chiều rồi biết sao không? Mọi người biết sao không? Gần 4 mấy chiều mà hiện tại là 6 giờ là không được ra đường đúng không? Mình tranh thủ mình nướng xong cái mình đi đường xong mình về. Mình đi đường xong. Lại okay. Đây là gần nhà của ga mọi người. Đó, nhưng mà đi ban ngày thì được. Nhưng mà ban đêm là xấu qua 6 giờ đi ta bắt á. Bây giờ mình tranh thủ mình nướng. Ơ okay. Dậm. Không đâu, mình thấy à. Chứ mấy cây nào xỏ con cá. Cây nào xỏ con cá không? À còn cái con rạm này quăng vô cái nó chín rồi. Ừ. Phải không? Những cây nào ấy? Để mình. À. Bây giờ con rạm nó đòi bò ra trước này. Hả? Con rạm nó đòi bò ra trước này. Dạ. Lấy con rạm quăng vô luôn đi. Có hai con chút xíu mà nó nhớ cái bếp lửa. Chà bá luôn mọi người. Đó. Ở đây là bờ sông giờ chiều mát rồi mọi người. Chỗ đây mà canh tối mình có một cái giường xếp mình để mình ngủ á. Cái ngon luôn á. Mát luôn á. Rồi chín luôn rồi. Chín luôn rồi. Nướng nhanh lắm nha. Nhanh chín lắm. Một con cá nữa, con cá nữa. Thôi. Cái chừng nó cháy. À. Chưa, còn thêm tí nữa. Thêm chút lửa nữa. Ừ. Mọi người hãy cùng với mình nướng cá nha mọi người. Nướng cá. Chỗ con cá. Đó giờ mới thấy cảnh mà thằng nướng cá vậy luôn á mọi người.
Ôi, hai con đã chín rồi mọi người. Cháy gãy cây luôn à. Thì là quá chướng kép rồi nha. Bây giờ là bắt đầu thưởng thức đi. Wow, khói. Khói lửa bập bùng luôn. Quá. Nè, bây giờ là cá này. Thả thưởng thức trước đây mình đây. Đây mình cầm cho. Wow. Hả? Thưởng thức đấy. Không biết tại sao mà đi câu cá sớm giờ mà hai ông được hai con. Con rạm với con cá mà tè là mình câu không à mọi người. Thiệt là quá chướng. Thằng Vương nó không câu được cái gì luôn á. Nó thả cái cần mà sớm giờ không có nhấp một cái luôn. Còn nữa nha, hồi nãy là mình quăng cái cần mình xuống, cá nó còn nhấp. Bắt đầu cái nó hết mùi. Cái kêu Vương nó lấy cái cần lên nó thay con trùng vô. Nó lấy cần lên thay con trùng cái thả lại, không có một con cá nào nhấp luôn. Còn cái tay nó chui cỡ đó luôn á. Đây, mời mọi người thử cái cần kia. Hai ông cái câu mà dính được. Giòn không? Không có thịt luôn á trời. Không thịt luôn không? Ừ. Wow. Ui, ông bụp. Ông bụp. Con ướt gì? Ăn con rạ mà chua xót hết rồi. Coi thử chừng có đĩa nha. Có không? Đâu. À, không không? Không. Không, cỡ mấy cái màn. Mà chín chưa ta? Chín hả? Cháy luôn. Dạ. Hả? Đây nè mọi người. Ngượng nữa đi. Khỏi. Thiệt là quá chướng các bạn à. Cho mình thịt chân. Được lắm. Người ta kêu là cái gì à? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ngon quá Vương không? Được lắm. Ừ. Ủa gì là đi hồi trưa giờ ăn nhiều đó thôi hả? Dạ. Thì cái hậu quả thì hai anh em mình câu được nhiều ăn nhiều nha, bây giờ biết sao giờ. Tới lượt mày hả? Dạ, ok. Mọi người, mình sẽ thưởng thức cái con cá này nha mọi người. Wow, nấu quá. Thôi mình để đây. Ăn cho nó bài bán nha mọi người nha. Cào giấy hả? Cào giấy. Đi coi sớm giờ hai ông được hai con cá trời ơi, bên được một con cá với một con rạm. Con đó là con rạm chứ không phải con cua mọi người. Thử coi. Wow. Thử coi. Wow. Sao ngon? Ngon, thơm dai, thơm không? Đã lắm. Ăn không? Không. Ăn con cua rồi. Không ăn con cá đâu. Ai cho đâu ăn. Đúng không mọi người? Không thể nào mà tưởng tượng được luôn á mọi người. Đi câu sớm giờ trưa hai ông đi câu mà được một con rạm vô nó lột ra nhìn đá với ta. Đó. Xương khói bay về sâu kìa. Mời mọi người nha. Ăn đi. Ăn khác. Ăn không, ăn đây. Ngon không? Ngon. Cá mà cá tư nó ngọt hả? Ngọt không? Tại nó tư luôn. Nó tư là còn sống, nướng còn sống luôn á mọi người. Ăn cái cá vừa xong là gọi là cá tự nhiên, không nuôi, không thực phẩm. Cái thịt nó cực kỳ dai. Ăn cực kỳ dai luôn mọi người. Ngon. Ngon. Hấp dẫn ha. Ok mọi người. cái cuộc hành trình câu cá của anh em mình hôm nay thất bại rồi. Gì thất bại? Ở thành công là có được một con rạm và một con cá rô gai. Mà thằng Vương nó dành nó ăn con cá rô gai rồi, không phải là dành mà luật chơi là mình thua, mình ăn con rạm nó ăn con cá rô gai. Hô. Em không chịu. Ok mọi người. Video giải trí cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để theo dõi video của Kha nha.
mọi người yêu quý Kha thì để lại cho Kha một cái like và một cái đăng ký kênh, kèm thêm một lượt chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Qua một ngày mới, Kha xin chúc tất cả mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Bây giờ anh em mình xin dừng video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người luôn.